Một vụ cháy rừng nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình. Khu vực xảy ra cháy là rừng phòng hộ ven biển ở thôn Tân Định, xã Hải Ninh. Ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ khu rừng tràm hơn 20 năm tuổi, sau đó bùng phát dữ dội. Ngay sau khi đám cháy xảy ra thì hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự huyện Quảng Ninh đã được điều động cùng với hàng trăm người dân có mặt kịp thời để tham gia dập đám cháy. Tuy nhiên thì do thời tiết nắng nóng cộng thêm nhiều thảm thực vật dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh khiến hơn 5 ha rừng phòng hộ bị thiêu rụi. Đến 16 giờ cùng ngày thì ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy rừng đang được các cơ quan điều tra làm rõ.